Chứ nó không phải con mà nó nói chứ phải là con
tiền. Nó rất là rối. Có gì thì ngày mai sáng mai cô qua đây là có đồ cho cô. Má gì sáng đồng hồ, mày đặt đồng hồ, tao là ở trước của mày, đụng phải giá tiền của tao. Mày vô đây đi trước của mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa có gì? Dám chưa? Mày muốn gì? Tao nói vậy cái gì động giá của tàu công an nó sẽ làm gì cái này? Tao mày sợ lấy mày ơi, tao mà tới đây mày đừng có làm cha. Tao không làm cha mẹ với tao mà tao chỉ cần tới đây nãy đưa tao mày thôi. Hả? Ai rồi tao mà có mày mày đó mày dẹp tiệm nó giờ nè. Xin lỗi mày. Đủ mày. Đủ mày. Bảy con rồi mày nói phải phải nghĩ người ta. Đủ mày mày nói gì? Có chuyện nói. Đủ mày mày. Có hai mà rồi mà kiếm hết rồi này tao làm cái gì vậy? Tao có quậy nữa, tao đụng mà chết mẹ luôn. Dạ thôi, mày có nguồn lít rồi á. Trời ơi. Rồi, đúng không? Đúng quá, mày có cảm ơn mày chồng chết mẹ luôn á. Đó, cảm ơn mày nói với chưa? Mày nói với chưa? Má, đi đầu, mà tao dọn tiệm mà luôn á.